Trong khoảnh khắc này anh sẽ luôn nhớ mãi những cảm xúc dường như giờ đang vỡ òa, vì hôm nay là ngày của chúng ta, ngày anh và em chính thức bên nhau đến xa. Em có thấy bao người đã đến chúc phúc cho đôi mình, em có biết anh chờ ngày vui này đã lâu, hạnh phúc bên người ngập tràn tiếng cười. Giây phút thiêng liêng là ở trong ngày cưới. Cảm ơn em đã đến bên anh và làm vợ anh đến hết cuộc đời này. Tình yêu thủy chung dành riêng cho em mãi không đổi thay. Giờ anh đã có người ở cạnh bên chia sẻ niềm vui với nỗi buồn. Anh thật sự may mắn vì đã có em kề bên. Cảm ơn em đã đến bên anh và làm vợ anh đến hết cuộc đời này. Giờ đây chính em làm anh nhận ra em là tất cả. Điều anh muốn là sẽ cùng em đắp xây tương lai. Cảm ơn em dành cả thanh xuân để ở bên anh và yêu anh. Tôi báo cáo với cô con bà họ là như thế này. Thảo và Tranh thì sinh Hải Công Hằng, Tuyết và Hải Hải Công Hằng. Đến nay các cháu là người thầy nuôi dạy lớn cậu đối tác trong quá trình trong quen biết nhau, tìm hiểu và đã báo cáo với thầy Thảo và Tuyết cho phép các cháu tiến tới xây dựng trong năm để làm các việc thủ tục mà cho các cháu tiến hành các bước trong nghi thức. Hôm nay họ nhà trai chúng tôi được các cụ ông bà nhà gái cho phép được đặt cái lễ hỏi cháu Hằng để về làm vợ cháu Thắng và cho phép cháu Thắng được làm con của các cụ ông các bà. Về phía nhà trai chúng tôi thì báo cáo với các cụ ông bà là Thảo và Tranh và sinh hạ là cháu Thắng thì chắc là các cụ ông bà biết rồi. Về phía đoàn chúng tôi thì gồm có các bác, các chú, các cô, các tín. Tôi xin giới thiệu cụ thể, tôi thì là em ông chú tên là Tròn, các em là bà cũng Tiệt, nhiều nhất là bà Chị, ông Thảo là bà Tích, hiện nay cũng đang sinh sống ở Việt Trì. Cái sau là ông Chất là anh trưởng của ông Thảo, hôm nay cũng có mặt. Ông Cao là anh thứ hai trên ông Thảo thì cũng đang sinh sống ở Việt Trì. Và ông Bình là em trai út của ông Thảo. Về bên ngoài phía bà Tranh thì có ông Tuấn là anh trai của bà Tranh và ông Hà là cũng là anh của bà Tranh thì có mặt trong buổi hôm nay cùng toàn thể gia đình các cháu hỏi em Thắng, cháu Thắng bằng em bằng anh đều có mặt để xin ra mắt họ nhà gái và xin báo cáo với họ nhà gái cho phép họ nhà gái xin được đặt cái lễ hỏi cháu Hằng cho cháu Thắng. Xin báo cáo với các bà, các anh, các chị đại diện cho nhà trai. Thực ra thì cái công việc này là chắc chắn là đã có một cái lịch rồi. Hôm nay thì là nhà trai Thảo cái đại diện cái nhà gái qua bên họ nhà gái thì là thân sinh nhà tôi là bố cháu Hằng, nhà các chú, các bà, các cô quanh quanh ở Việt Trì đây cả nha. Có 6 anh em, 4 gái, tôi thế, Trì đã thống nhất giữa hai gia đình rồi, nên là cái việc này là cái việc mà chúng ta tiến hành để thể hiện cái trách nhiệm